Em vừa về mẫu Ford nè cô chú anh chị. Ford số sàn hai cầu là 2017 nha. 51D1993, nước sơn bên ngoài đẹp. Chủ nhà đã lên vỏ, lên mâm. Đây cô chú anh chị nè, lên dàn mâm này biết bao nhiêu tiền. Lên chữ nổi nè, gai lớn nè, gầm bọng. Em này máy rin số rin tuyệt đối 100%. Đời này thì chắc chắn rồi, đời cao thì máy rin tuyệt đối rồi. 2.2 nha, dòng này sử dụng toàn bộ hệ thống turbo. Vỏ nè, cô chú anh chị coi dàn vỏ đẹp không? Lên mâm nè, quá đẹp luôn, gầm bọng ở trong nè. Em này gầm cao mấy thoáng hai cầu, 4x4 hai cầu nha. Đó, biểu tượng của Ford đây. Ford Ranger 2.2 đâu đó quay cho cô chú anh chị là 7 lít thôi. Ở sau là sạch sẽ không? Hỗ trợ cho em đó là hai cái ti kéo nè, rất là nhàn nha. À, cabin kép lên nè. Mẫu này thì dán nè. Đây cô chú anh chị lật nè. Lật nè. Đó, sạch sẽ chưa? Ok không bà con? Cô chú anh chị muốn gấp lại thì cứ một nốt nhẹt thao tác nhẹ thôi. Đây. Đây xong. Bên đây cũng vậy nè. Đó vậy thôi. Gạt xuống. Đậy nắp lại. Lại mới vô. Là xong, là xong rồi. Form đẹp không? Sơn đẹp lắm. Xe không cứng lỗ nha. Em là nguyên bản là ghế da là xịn sò nè. Trần chủ nhà lên trần caro 5D đẹp lắm. Tappy keo chỉ hầu như là rin hết. Keo chỉ rin toàn tập 100% nha. Lên bề gác chân rồi. Anh chị coi vô lăng nè, xe ngay chủ rồi, vô lăng đời 2017 mới tinh luôn. Mới không tì vết luôn nha. Hai cầu nha. Hai cầu nhanh, hai cầu chậm, số sàn là từ phần củ số rin. Củ số bao da nè, anh chị coi. Trang bị túi khí bên phụ bên tài. Cái này lên kem các kiểu rồi. Bốn cánh cửa tappy hệ thống chỉnh điện. Keo chỉ là rin hết 100%. Xe lướt thì không cần quay keo chỉ đâu. 52.179 km rồi. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy. Đây đi địa hình cho bà con thì phải gọi là quá là tuyệt vời. Riêng mẫu địa hình thì tuyệt vời rồi. Vô lăng nè. Vô lăng đẹp như thế này nè. Cô chú anh chị trợ lực nè. Em là trợ lực cực kỳ là ok. Trang bị là túi khí bên tài nè. Tắp lô tắp bi là hầu như rin hết. Một cái đầu MB3 nguyên bản theo xe nha. Số má nè. Anh chị coi những vân gai nè mới tinh luôn. Hai cầu nè. Đây cô chú anh chị hệ thiện cho đồng hồ nè. 4L nè. 4H nè. 2L nè, hai cầu nhanh cầu chậm nha. Trợ lực nhẹ tưng rồi bà con. Rất là nhẹ, máy lạnh này. AC kích hoạt lạnh ngắt. Mạc tem ở trên trần hầu như là rin hết nha cô chú anh chị nha. Rin nguyên bản từ ga đến ná luôn bà con cô bác. Tắp lô tắp bi. Sổ sách của hãng Ford đây. Nè anh chị nè. Đấy, cà vẹt xe đây. Nè. Em này gốc Sài Gòn luôn nha, Ford Ranger nè. 2017 nhập khẩu Thái Lan nè. Niên hạn của nó 2042 lần cô chú anh chị. Máy 2.2 nha, đăng kiểm ngày 7 tháng 10 năm 2023 lần. Ok chưa? Bà con trải nghiệm phần máy nè. Máy móc bao phê luôn. Đó, xe lướt về thôi. Xe cọp. Mâm nè. Cô chú anh chị băn khoăn lên cái mâm này, lên cái mâm này có đăng kiểm được hay không, đúng không bà con? Hay băn khoăn lên cái mâm này có đăng kiểm được hay không, thì nếu cái mâm đúng kích thước với size trong sổ đăng kiểm vẫn đăng kiểm được nha. Đúng kích thước nha, đúng kích thước vẫn đăng kiểm được bình thường nha cô chú anh chị. Gầm bọc ở trong khá là đẹp. 2.2 turbo, biểu tượng của Ford Ranger, hàng cực kỳ là ok. 4 vỏ mới tanh mới 100%. À, 4 cặp vỏ nè, chủ nhà thay mới tinh. Mâm rối, lên bộ mâm này rất là nhiều tiền. Và đây là toàn bộ là chữ nổi 265/65R17 nha cô chú anh chị nha. Đó là kích thước nguyên bản của xe đó bà con. Mở nắp capo lên cho anh. Rồi. Anh chị có cục máy nè. Máy êm không? Em này đi địa hình rừng rú thì quá ok rồi. Ford Ranger là chùm là ông vua địa hình. Mạc tem theo xe là còn nguyên bản hết. Đẹp chưa bà con? Em này sử dụng toàn bộ hệ thống turbo tăng áp, boe cảm biến gió đầy đủ tính năng. Hai bên là không có đâm vai cứng đụng ở trên chiếc xe nha. Rất là liền. Keo chỉ cho nó có bô là rim tuyệt đối 100% nè cô chú anh chị nè. Tán nắp capo chưa mở luôn. Tán sạch chưa mở luôn. Máy mới tinh.
trang bị hệ thống ABS chống bó cứng phanh hai bên, không một tí gọi là móp méo trên chiếc xe nhé. Dòng Ford thiết kế khá là hay đây. Đây là một cái buồng, cho anh gọi là cái buồng quạt giải nhiệt ấy, để chỉ giải nhiệt dành riêng cho két nước thôi. Rất là hay, lấy gió tập trung toàn bộ vào làm mát hệ thống két nước cho bà con. Đây sản sinh ra một cái buồng này lấy gió chỉ riêng dành cho két nước mà thôi nha cô chú anh chị nha. Đó là mẫu Ford Ranger thiết kế nè, bà con coi nè. Nè, đó chị thấy cái buồng không? Cái buồng quẹt của em nó nè, đẹp không bà con? Em này máy rin số rin hả? Mặt nắp kem còi chưa mở luôn nè. Mặt nắp kem còi chưa mở nhá. Xe đẹp lắm, hàng đẹp nhá. Được chưa? Đó, cô chú anh chị nào đam mê mẫu bán tải này thì alo cho em. Tướng tá to cao lực lưỡng, chàng trai ở Nam Phi, Mỹ Đen, Châu Rừng. Hai cầu luôn. Máy móc số bao phê, bao rin này. Số rin lắp. Đây bà con, đây là số nè. Số rin tuyệt đối nè. Mẹt tem ở dưới cầu. Số nè. Thấy chưa? Đẹp không? À, vàng cao su của em đó nè. Mới tin. Đó vậy thôi. Cô chú anh chị là đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh. Em khép lại chương trình tại đây này nhé. Trần Anh, see you and goodbye.